Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn thì hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng xe sang và ở cái phân khúc sedan ạ. Đó chính là chiếc xe Audi A4 ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2012 luôn ạ. Chiếc xe được sử dụng từ năm 2012 đến bây giờ, nhưng chiếc xe mới chạy được có hơn 5 vạn km thôi và tất cả còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cũng cam kết về chiếc xe này, tất cả còn nguyên bản hết, từ dàn lốp cũng còn nguyên bản hết luôn ạ. Dàn lốp cũng là dàn lốp DES 2012 đấy quý vị và các bạn ạ. Đây, hôm nay thì tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Audi A4 1.8 2012 này ạ. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chính chủ vẫn đang chính chủ sử dụng hết đấy ạ. Mời quý vị các bạn cùng xem. Tuy bên ngoài nó có đôi phần xước sát một chút, tại vì là chủ xe vẫn đang sử dụng cho nên là nó hơi xước sát một chút. Chúng tôi cũng chưa có sơn sửa, chưa có dọn dẹp gì cả đâu, cho nên là chiếc xe này nó cũng thật đấy ạ, rất là thật đấy ạ. Vì là thưa quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn biết nếu như ở Hà Nội và những chiếc xe mà không xước sát mới là chuyện lạ thôi. Vì đường Hà Nội thì cái lưu lượng xe tham gia giao thông rất là đông đúc ạ. Rất là đông đúc và cái lượng xe nó nhiều như vậy thì là cái việc xước sát thì là khó tránh khỏi. Vâng, đây thưa quý vị và các bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2012 và được sử dụng từ 2012, nhưng chiếc xe chạy hơn 5 vạn cho nên cái hoa lốp của nó còn rất là dày đấy ạ. Và tất cả đết lốp đấy ạ, đết lốp là tuần thứ 50, tuần thứ 50 năm 2012 đấy ạ, tuần thứ 50 2012. Nó còn nguyên bản như thế này và dày như thế này thì là cái đồng hồ chạy hơn 5 vạn km có chuẩn hay không thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn luôn ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm chiếc xe này thì quý vị các bạn có thể check bất cứ nơi đâu. Đồng hồ là chúng tôi cam kết chuẩn ạ, tất cả còn nguyên bản hết ạ, không đâm đụng, không ngập nước ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Có đôi phần xước sát nhỏ nhẹ ở bên ngoài thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến bên trong của chiếc xe này cả. Tất cả thì còn rất là đều và đẹp ạ. Đây, quý vị các bạn xem, cái phần đèn nó còn được sáng và đẹp như thế này cơ mà. Điều này là chứng tỏ là chủ xe đi cũng giữ gìn đấy ạ. Cái xước sát như thế này thì không đáng kể đâu ạ. Và xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi rồi đấy ạ. Cảm biến lùi đã được trang bị. Và đây là cái phiên bản Audi 1.8, động cơ 1.8 đấy. Về cái phần cụm đèn hậu, toàn bộ là đèn LED hết cả rồi. Đấy, quý vị các bạn xem, đây là đèn hậu, là đèn LED. Và còn rất là mới ạ. Tất cả còn rất là mới ạ. Đây chính là cái phần đầu, hay còn gọi là cái phần ba đờ sốc trước của xe đây. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy được nó có đâm đụng hay va chạm gì không. Thì nó sẽ thể hiện rõ nhất ở cái phần đầu và phần đuôi của xe. Đây là cái phần ba đờ sốc trước này. Đèn bi xê nông và đèn LED này. Đèn bi xê nông, đèn LED, đèn gầm. Tất cả cũng còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Quý vị và các bạn nhìn thấy ạ, có đẹp không ạ? Riêng ở cái phân khúc hạng xe sang, xe Đức thì là cái phần đèn của nó thì không chê được vào đâu được ạ. Và cái phần đèn LED như thế này thì cái công nghệ đèn LED và được trang trí cái đèn LED như thế này thì ở cái hàng xe Đức, hạng xe Đức và hạng Audi nó sẽ ra đời đầu tiên trong tất cả các loại hàng loại xe. Bây giờ thì rất nhiều loại xe được trang bị đèn LED trước rồi, nhưng mà cái hàng Audi này luôn luôn đi đầu, từ đầu đã có đèn LED rồi. Đèn pha bi xê nông, đèn LED này, cộng với rửa đèn pha bên dưới này. Cái phần dưới này là cái phần rửa đèn pha đấy ạ. Nếu quý vị và các bạn bấm nút rửa đèn pha, bấm nút gạt mưa ban đêm và bật đèn, tức là quý vị các bạn cứ bật đèn pha và bấm nút gạt kính là cái nút này nó sẽ lên, nó sẽ phụt rửa đèn pha đấy. Đấy, cả hai bên luôn ạ. Đèn hai bên đằng trước đều là phần rửa đèn pha. Nhìn từ xa thì chúng ta cũng có thể thấy được ạ. Chiếc xe này còn rất là mới ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì cả cho nên là nó còn rất là đẹp ạ. Cam kết là chiếc xe này không tai nạn, không va chạm gì cả cho nên là nó đẹp lắm đấy. Đây là cái phần đằng trước của xe. Và đây là cái phần
Bao giờ sốc sau của xe ạ? Tôi sẽ cũng quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy được nếu như nó có còn nguyên bản hay không ạ. Nếu như không còn nguyên bản thì điều này chứng tỏ là nó đã bị đâm đụng hay là va chạm gì rồi, có lực tác động gì vào đó thì nó mới phải làm lại. Đây tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe. Thì đầu tiên chúng ta vẫn đi tìm hiểu là cái cánh cửa bên lái. Cánh cửa trước bên lái là cái cánh cửa mà sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Tất cả các xe thì cánh cửa bên lái là sử dụng nhiều nhất. Tất cả keo chỉ này là còn nguyên rồi này, chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì cả. Đây là cái táp bi cánh cửa đây ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem về cái táp bi cánh cửa. Xe thì đã trang bị là gương kính chỉnh điện và gập điện hết rồi ạ. Lên xuống kính, đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính đây ạ. Và đây là cái nút khóa cốp. Riêng về cái dòng Audi này, nó ở cái phân khúc hạng xe sang, cho nên là tất cả các cái nút bấm điều khiển được thiết kế rất là sang trọng đấy, rất là sang trọng và lịch sự. Và những cái nút này nó rất là bền bỉ đấy. Sau 8 năm sử dụng rồi mà chiếc xe nó còn được đẹp như này, tất cả còn sáng bóng hết đấy. Và đặc biệt là chủ xe đi rất là giữ gìn cẩn thận, cho nên là nó mới còn nguyên bản này, chưa đâm đụng, chưa va chạm gì cả. Ốc bản lề đấy ạ, quý vị các bạn xem keo chỉ này, gioăng này, ốc bản lề này, tất cả còn nguyên bản hết. Và đặc biệt quý vị các bạn xem thì quý vị các bạn biết được chủ xe đã cẩn thận như thế nào được. Sau 8 năm sử dụng rồi mà những cái ni lông của bậc cửa đấy, đây là cái ni lông bậc cửa lúc nhà sản xuất ra đã dán cái ni lông bậc cửa này nhé, còn nguyên chưa bóc ni lông đấy, thì quý vị các bạn biết được là nó còn đẹp như thế nào. Ghế thì trang bị là nội thất ghế da, chỉnh điện hết rồi, ghế chỉnh điện đấy, toàn bộ ghế chỉnh điện và nội thất da cao cấp đấy, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đấy, quý vị các bạn xem thì quý vị các bạn cũng đã biết được cái chất lượng nó như thế nào ạ. Đây, cái đồng hồ tôi quay cho quý vị và bạn cùng xem luôn. Cái đồng hồ này là chạy được 5.6 rồi ạ. 5.6 km nhé. Đây là cái phiên bản này là phiên bản nhập Đức, cho nên là chạy đồng hồ, đây là đồng hồ đang tính là km/h. Chiếc xe đã chạy được 5.6 km rồi. Đây là cái phần vô lăng. Chạy nhiều hay ít thì quý vị các bạn xem vô lăng cần số. Đây là cái cần số, quý vị các bạn có thể đánh giá được là chạy nhiều hay là chạy ít rồi đấy ạ. Đây là cái cụm mà điều chỉnh đèn, bật tắt đèn, bật tắt đèn đây. Đấy. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cánh cửa phía sau bên lái của chiếc xe. Tất cả gioăng này còn nguyên, keo chỉ cũng còn nguyên ạ. Táp bi cửa cũng còn rất là mới ạ. Mặc dù chiếc xe này chủ xe đang sử dụng ạ, chưa phải salon, chưa có làm việc gì cả. Chúng tôi đăng đây, chiếc xe này là vừa mới lấy được của chủ xe đem về, là chủ xe vẫn đang sử dụng đấy ạ. Chưa có spa đâu ạ, tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Xước sát này, chưa dọn nội thất luôn ạ. Mà nó đã được đẹp như thế này rồi, mà nếu dọn nội thất lên thì nó sẽ rất là tuyệt vời đấy quý vị các bạn ạ. Điều mà quý vị các bạn chắc chắn đang quan tâm là xem cái ốc bản lề nó có còn hay không đấy, keo chỉ nó còn hay không đấy. Tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem, tất cả nó còn nguyên và còn rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái cửa gió ở hàng ghế ngồi phía sau. Ở cái phân khúc sedan chiếc Audi A4 này thì đã được trang bị cửa gió cho hàng ghế ngồi phía sau rồi ạ. Cho nên là hàng ghế ngồi phía sau cũng rất là mát ạ. Nội thất thì rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem về cái cốp sau. Riêng về cái cốp sau này thì tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem một chút, sẽ chi tiết hơn, chậm hơn và rõ ràng hơn cho quý vị các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn có thể thấy được keo chỉ nó còn hay không. Đấy, thưa với quý vị và các bạn là chiếc xe này chúng tôi cũng kiểm tra rất kỹ rồi ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ này thì chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, tất cả còn nguyên. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì đâu ạ. Tất cả còn nguyên bản hết đấy. Đấy, từ những cái đèn này, mép đèn này, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đây, mép đèn hai bên, tất cả nguyên bản ạ. Và cái phần cốp xe này thì quý vị các bạn thấy đấy, chủ xe vẫn còn đang để đồ của luôn đấy ạ. Chúng tôi cũng chưa có dọn ra đâu ạ. Vẫn còn nguyên đồ của chủ xe.
Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Đây, tôi cũng sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn có thể thấy được là chiếc xe này có bị mất keo chỉ hay không ạ. Tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ này, ốc bản lề cánh cửa này, tất cả đều còn nguyên bản hết đấy ạ. Và táp bi cửa thì quý vị các bạn cùng biết rồi đấy. Đây là ở cái dòng xe sang, cho nên là nếu như những người sử dụng của những chiếc xe này thì cực kỳ cẩn thận. Phần lớn là những chiếc xe là chủ xe rất là cẩn thận ạ. Không như những chiếc xe hạng B chạy dịch vụ đâu ạ. Chạy dịch vụ thì người ta chạy rất là nhiều và chủ xe không cẩn thận. Chứ còn những chiếc xe này ở cái phân khúc hạng sang rồi, cho nên là chủ xe rất là cẩn thận, đi rất là giữ gìn, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái cánh cửa trước bên phụ, tôi cũng sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Vâng, đây thưa với quý vị và các bạn, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết ạ. Ốc bản lề rồi gioăng, tất cả còn nguyên bản, táp bi thì rất là đẹp. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì nhưng rất là đẹp ạ. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị cái phần ghế lái là ghế chỉnh điện rồi, ghế phụ cũng là ghế chỉnh điện luôn. Đây là chiếc ghế phụ cũng được chỉnh điện và cái nội thất của chiếc xe này thì quý vị và các bạn xem qua đấy. Mặc dù chưa có dọn dẹp gì cả nhưng mà cái nội thất của nó rất là đẹp luôn đấy ạ. Nội thất rất là đẹp, đúng là một chiếc xe ở hạng sang có khác. Quay đến đâu là chúng ta có thể nhìn thấy được luôn, nó rất là đẹp mặc dù chiếc xe này chưa có dọn dẹp gì cả. Đây là cái phần táp lô của xe, tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Ở cái phân khúc Audi và sang trọng như thế này thì quý vị và bạn nhìn thấy này, tất cả các chi tiết được sản xuất rất là tinh tế, rất là sang trọng, rất là lịch sự mà còn rất là đẹp. Tất cả còn rất là đẹp vì chiếc xe mới chạy có 6 km thôi, cho nên là còn khá mới ạ. Tất cả còn khá mới mặc dù sau 8 năm sử dụng và chủ xe đi có 6 km thôi, cho nên là nó còn rất là đẹp ạ. Đây quý vị và các bạn, ổ khóa này, màn hình giải trí đa phương tiện này, tích hợp đầu CD và có cảm biến cũng hiển thị lên trên cái màn hình này rồi. Điều hòa thì tự động hai vùng độc lập, chống trơn trượt, option thì cũng tương đối là đầy đủ đấy. Nếu như quý vị và các bạn đang thích một chiếc xe ở thương hiệu 4 vòng tròn này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Đấy, nhìn cái dàn đèn này thì rất là tuyệt vời ạ. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp lên gương chiếu hậu và gương chiếu hậu là gương gập điện rồi. Chủ xe cũng đã rất cẩn thận bắn bảo vệ cho cái mặt gương này ạ. Ở những cái năm 2012 thì cái mặt gương này rất là hay là mất, tại vì lúc đấy chiếc xe này hơn 1 tỷ thì cũng rất là to tiền, cho nên là rất hay bị mất cái mặt gương này. Cho nên là phần lớn là ở cái thời điểm đấy là xe nào cũng phải bắn bảo vệ cái mặt gương này. Và tất cả nó còn nguyên bản hết ạ, chưa có phải thay thế cái gì cả đâu. Thưa với quý vị và các bạn, ngoại thất nó có đẹp đến đâu, nội thất nó có đẹp đến đâu thì chắc chắn một cái phần mà chúng ta không thể bỏ qua được ở chiếc xe này, hoặc là bất kỳ một chiếc xe cũ nào mà chúng ta đang quan tâm, đó chính là cái phần động cơ của xe ạ. Audi cũng đã trang bị cho chiếc A4 phiên bản 2012 này là một khối động cơ xăng và là động cơ TFSI 1.8 lít ạ. Động cơ turbo. Đấy, quý vị và các bạn biết qua về động cơ Audi này thì quý vị và các bạn biết là một điều là riêng về cái phần Audi thì sẽ bao giờ cũng giảm thể tích làm việc và đưa turbo tăng áp vào để giúp cái động cơ nó hoạt động khỏe hơn, mạnh mẽ hơn. Đấy là cái phần đặc trưng của Audi ạ. Và cái phần quan trọng mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đây ạ, chính là cái ốc cabo. Ốc cabo còn nguyên bản ạ. Keo chỉ trên cabo này cũng còn nguyên bản hết ạ. Đây ạ, keo chỉ còn nguyên bản, ốc cabo còn nguyên bản. Điều này thì chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm thành ngập nước gì cả. Ốc cabo còn nguyên bản. Ốc tai xe đây ạ. Đây là cái phần ốc tai xe hay là ốc xương đầu xe, tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này tất cả còn nguyên bản ạ. Máy móc còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa ngập nước gì đâu ạ.
Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên nó chỉ có hơi bẩn một chút thôi. Chứ còn chiếc xe này thì còn nguyên bản hết đấy ạ. Chúng tôi cam kết là nguyên bản vì chiếc xe mới chạy có 5.6 km thôi thì nó còn khá mới ạ. Nếu như chiếc xe này chúng tôi đem dọn đi thì cái động cơ nó rất là mới đấy ạ. Đây thưa với quý vị và các bạn, mặc dù nó bụi phủ mờ đi nhưng mà tôi cũng vừa mới lau qua để quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái thông số của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe đây, thông số này, trọng lượng này. Trọng lượng của chiếc xe này. Và năm sản xuất đấy ạ. Tháng 3 năm 2012 đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất tháng 3 năm 2012 đấy ạ. Nhập về Việt Nam mình là tháng 8 năm 2012. Sản xuất tháng 3, về Việt Nam mình là tháng 8 năm 2012, đăng ký là tháng 8 năm 2012 đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.